Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Đức Định, cơ thể của con người là một cỗ máy có cấu trúc vô cùng phức tạp, và khi những cỗ máy này hỏng thì cũng theo những cách vô cùng phức tạp, lạ lùng mà nhiều khi khoa học cũng chưa thể lý giải. Dưới đây là 20 căn bệnh có thể nói là vô cùng kỳ lạ và hiếm gặp nhất trên thế giới. Đây là một hội chứng ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên thế giới và biểu hiện chính là cảm giác đầu nổ tung ra khi trong chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mà hoàn toàn không có một dấu hiệu báo trước nào. Phần lớn số bệnh nhân bị hội chứng này ở tuổi trên 50 nhưng cũng có thể gặp ở độ tuổi thanh thiếu niên. Ảo giác, mất định hướng, mất cảm giác cơ thể, thấy những điều kỳ diệu bay bổng là những triệu chứng chính của hội chứng này. Bệnh thường gặp ở trẻ em, tuổi thiếu niên và có thể tự khỏi mà không cần điều trị gì đặc biệt. Một số trường hợp có liên quan đến việc sử dụng các thuốc gây ảo giác, cường thần như các chất amphetamine. Viêm mô hoại tử còn được gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Đây là một ca bệnh hiếm gặp do một loại vi khuẩn gây nên, trong đó liên quan đến khuẩn nhóm A. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng viêm mô tế bào tiến triển nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ và tỷ lệ tử vong lên đến 70%. Bệnh có liên quan đến bất thường về gen và có xu hướng mắc ở nam nhiều hơn nữ. Thiếu hụt lượng đồng trong cơ thể là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nhìn mờ, yếu cơ, co giật. Điều trị chủ yếu là bổ sung lượng đồng kết hợp với một số biện pháp hỗ trợ khác. Đây là chứng hoang tưởng mà người mắc thường có cảm giác mình đã chết. Có khá nhiều người bị ảo giác này và điều trị bằng thuốc lọc máu để loại bỏ yếu tố. Nguyên nhân của bệnh là do một virus thuộc họ HPV gây ra. Tổn thương là các nốt, các mảnh che sần như vỏ cây mọc trên mặt hoặc các đầu chi. Bệnh không gây tử vong, tuy nhiên ảnh hưởng rất nhiều tới thẩm mỹ và cản trở các hoạt động hàng ngày của bệnh nhân. Hiện chưa có điều trị đặc hiệu ngoài việc cắt bỏ các nhánh cây khi chúng mọc quá dài và nhanh. Đột biến gen khiến dẫn đến tình trạng xơ, vôi hóa tổ chức liên kết toàn thân, tiến triển khiến cho cơ thể xơ cứng, vặn vẹo như một bức tượng sống. Hiện chưa có điều trị hiệu quả cho chứng bệnh này. Người bị chứng đa ngón có nhiều hơn 10 ngón tay hoặc ngón chân, trong đó ngón thừa thường không có xương, chỉ có phần mềm, da, cơ, tổ chức liên kết. Trung bình cứ 500 trẻ sơ sinh thì có một trẻ bị dị tật này. Điều trị đơn giản là phẫu thuật cắt bỏ các ngón thừa. Bệnh có nguyên nhân do phơi nhiễm quá lâu với các hợp chất hóa học có chứa bạc khiến cho da của cơ thể bị tổn thương, chuyển màu xanh hoặc màu xám. Điều trị bằng tia laser và bệnh có thể gây tử vong trong một số trường hợp. Còn được gọi là hội chứng Wiedemann, đặc trưng bởi tình trạng quá sản da và xương phát triển lệch lạc khiến cho các bàn tay, bàn chân có hình dáng không được bình thường. Các biện pháp điều trị hiện vẫn đang được nghiên cứu ứng dụng. Do bất thường về gen nên tình trạng mọc lông không được kiểm soát dẫn đến tình trạng mọc dài, rậm toàn thân ở một số nơi trên cơ thể như mặt, tay, lưng. Đây là một bệnh rất hiếm gặp với chừng 50 ca được ghi nhận trên toàn thế giới. Porphyria là bệnh có nguyên nhân di truyền hoặc mắc phải với các đặc trưng là rối loạn về sản xuất porphyrin và chuỗi heme hồng cầu, đau bụng, nôn, rối loạn tâm thần kinh hay gặp ở bệnh lý này. Sự phát triển mất kiểm soát của xương sọ, mặt khiến cho bệnh nhân trông giống như mặt sư tử. Rối loạn kèm theo hay gặp là mất thị lực do thần kinh thị giác bị xương chèn ép. Bệnh progeria hay còn gọi là chứng bệnh lão hóa hay lão nhi, già trước tuổi. Đây là căn bệnh hiếm gặp. Theo thống kê, trên thế giới hiện chỉ có khoảng 80 trường hợp mắc. Bệnh xuất hiện sau khi dậy thì với các tổn thương ngoài da như nổi bọng nước, viêm giống như dị ứng, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Là hội chứng hiếm gặp với các biểu hiện như mất vị giác, polyp ruột, rụng tóc, rối loạn sinh móng đầu chi, có khoảng 500 trường hợp đã được ghi nhận mắc hội chứng này.
còn được biết đến dưới cái tên bàn tay người ngoài hành tinh. Người mắc hội chứng này có cảm giác không điều khiển được tay của mình, tay không phải của mình nên có những hoạt động vô nghĩa không theo ý muốn. Do run chỉ làm tắc hệ bạch huyết nên dẫn đến chi dưới phù nề, tiến triển to như chân voi gây khó khăn cho người bệnh trong việc đi lại, điều trị bằng thuốc diệt run hoặc phẫu thuật khi cần. Là một hội chứng chưa rõ nguyên nhân, có triệu chứng là cơ, da một bên của mặt bệnh nhân teo lại, khiến cho một bộ mặt bị lõm một bên, mất cân đối, mất thẩm mỹ, hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Có lẽ đây là một loại bệnh lý gây kinh sợ nhất với tổn thương trên cơ thể, nhất là ở mắt, trông như những gai mít màu vàng hay giống miệng với một con cá trỉnh đang há ra với những vòng răng lởm chởm và cái họng sâu hoắm. Nguyên nhân và cách điều trị bệnh đều chưa rõ.